Và sau đây, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài phân tích của tác giả Thảo Ngọc liên quan đến việc giá xăng dầu tăng đến mức kỷ lục tại Việt Nam và những lập luận ngụy biện xoa dự người dân của đảng và nhà nước. Đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 22 tháng 2. Mời quý vị cùng chia sẻ. Giá xăng dầu tăng là niềm tự hào của người dân. Hôm 21 tháng 2, các báo đồng loạt đưa tin về việc giá xăng dầu tăng cao nhất trong nhiều năm qua, vượt 26.280 đồng mỗi lít. Tin này đã gây nên những luận dư luận trái chiều Luận ý kiến thứ nhất cho rằng trong hai năm qua, người dân đã kỳ quệ vì ảnh hưởng nạn dịch cống tàu và lệnh phong tỏa mất nguồn thu nhập kinh tế khó khăn. Nay xăng dầu tăng giá khác nào móc vào chiếc túi cạn kiệt của dân. Họ còn dẫn câu thơ của Tú Mở trong bài Quan được tăng lương rằng còn manh áo rách càng thêm rách đôi sống lầm than ai thấu chăng. Ngược lại, luồng ý kiến thứ hai lại cho rằng xăng dầu tăng giá là do chịu nhiều loài thuế phí đội lên mà đóng thuế là trách nhiệm nhưng cũng là vinh dự của người dân. Câu biểu ngữ nộp thuế để xây dựng đất nước được treo nhan nhản khắp nơi. Có người còn dẫn câu biểu ngữ rằng nộp thuế để xây dựng và bảo vệ đảng. Tính sờ sờ hiện nay mỗi lít xăng chỉ mang bốn loại thuế chứ mấy. Loại là loại thuế giá trị gia tăng 10%, thuế nhập khẩu 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế bảo vệ môi trường là 4%. Bên cạnh đó những chi phí khác như vận chuyển, định mức kinh doanh lợi nhuận đỉnh mức quỹ bình ổn vân vân tổng cộng chiếm 62% dẫn đến giá xăng dầu trong nước cao ví dụ giá xăng 25.000 đồng mỗi lít thì trong đó các loại thuế phí hết 15.500 đồng có người còn thắc mắc rằng thu thuế bảo vệ môi trường nhưng không công khai nguồn chi thì và không thấy bảo vệ được những gì thì tiền chảy vào túi ai Thắc mắc như vậy vì họ chưa hiểu lý tưởng cao cả của đảng là chỉ chăm lo cho dân, ngoài ra đảng không còn lợi ích nào khác vì đảng ta là đạo đức, là văn minh cơ mà. Cũng có người thắc mắc rằng Việt Nam là nước có mọi dầu mà người dân không được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên này mà phải chịu mua giá sang cao. Suy nghĩ như vậy là chưa thấu đáo, nên biết rằng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong 3 năm đầu hoạt động lỗ 61.200 tỷ có nguy cơ đóng cửa. Nhà máy lọc dầu Dung Quốc lỗ hơn 4.129 tỷ. Ngay như việc đặt vị trí nhà máy lọc dầu tại Dung Quốc Quảng Ngãi cũng luôn vấn đề tranh cãi. Nhưng sau đó được giải thích rằng đặt ở Quảng Ngãi là do cân đối cơ cấu ba miền. Nếu đặt tại đảo Long Sơn, Bà Vũng Tàu cho gần mỏ dầu thì chi phí vận chuyển rẻ hơn. Nhưng chọn Quảng Ngãi là phục vụ nhiệm vụ chính trị, tạo đà phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Ngãi và cả một khu vực miền Trung. Vì Quảng Ngãi tài nguyên thiên nhiên hầu như không có đất đai nghèo nàn chật hẹp. Cả tỉnh Quảng Ngãi không có khu du lịch, không có nhà máy lớn. Vậy mà bọn vô công rụi nghề, nói việc đưa ra nhà máy lọc dầu ra Quảng Ngãi thì lúc đó có Chủ tịch nước Trần Đức Lương quê Quảng Ngãi. về tranh cãi để đặt nhà máy lọc dầu tại Dung Quốc Quảng Ngãi cũng bom dập. Năm 95 tập đoàn Total SE của Pháp chấm dứt đầu tư với lý do rằng đặt nhà máy tại miền Trung, cách xa những cơ sở hạ tầng dầu mỏ trong nước trong khi thị trường tiêu thụ chính là thị trường từ phía Bắc ra phía Nam. Năm 97, Ngân hàng Thế giới nói dự án này sẽ không có lợi cho nền kinh tế Việt Nam. Quỹ tiền tệ quốc tế nói rằng giá trị của dự án này đáng ngờ. Năm 98, tập đoàn Zara Bonaf cho rằng Vịnh Dung Quốc là một địa điểm rất xấu và sau đó đã rời bỏ dự án. Năm 2003, Liên Hợp Quốc nói rằng Việt Nam nên tránh xa những đầu tư có thu nhập thấp điều kiện để phát triển kinh tế của miền Trung lại là rất hạn chế. Nhưng ai nói là việc của họ. Với quyết tâm chính trị rất cao, Việt Nam vẫn kiên quyết làm lại Quảng Ngãi. Hậu quả là nhà máy lọc dầu nghi sơn thanh hóa trong 3 năm đầu hoạt động lỗ xa 1.200 tỷ có nguy cơ đóng cửa. Dương quốc lỗ hơn 4.129 tỷ. Ngoài ra là còn là vì lý do những mặt hàng độc quyền như điện và xăng dầu thì cần tăng cường nguồn thu càng nhiều càng tốt. Năm 2015, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tưng phán rằng giá điện tăng mọi người đều được hưởng lợi với phương trăm tiền đẻ ra tiền. Sau khi các quý ngại đã vô vét được thì tái đầu tư giữ ghế và mua ghế. Ghế càng cao thì phải chung chi nhiều, nhưng cơ hội thu hồi vốn càng nhanh và mau lợi để đầu tư tiếp. Đây là đường đi nước bước của những người không phải là thái tử đảng hoặc con anh xấu, cháu anh nằm. Để rồi họ lo cho con đi du học mua nhà và có thẻ xanh ở xứ tư bản dạy chết nữa. Người ta gọi những người lấy tiền vơ vét mua quốc tịch nước ngoài là Việt Kiều bay để phân biệt với Việt Kiều chưa rút trong xe đông lạnh với nhiều hình thức khác. Những Việt Kiều bay này mua nhà mỗi căn giá mấy triệu đô và mua bằng tiền mặt, họ đi đi về về Việt Nam như đi chợ. Trong số này có người vẫn đương chức, nhưng phần nhiều là đã hạ cánh an toàn như Nguyễn Công Khế, Võ Kim Cự, Phạm Phước Quốc, vân vân. Trong khi một số Việt Kiều lâu năm tại đây hiện vẫn sống trong chung cư không mua nổi cái nhà nhỏ, có khi còn phải ở nhà thuê tóm lại việc giá xăng dầu vẫn liên tục tăng cao là một tin vui để cho người dân việt nam có cơ hội xây dựng đất nước xây dựng và bảo vệ đảng vì đảng là anh đuốc soi đường đôi dân tộc việt nam đánh thắng hai đế quốc to và vượt qua đói nghèo dẫn dắt dân tộc tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa là niềm mơ ước của cả nhân loại vì vậy dù có phải đóng thuế cao và nhiều nhưng việc đóng thuế để bảo vệ và xây dựng đảng là điều đáng tự hào của mỗi người dân việt nam phải không quý vị